bus. Lạnh và nóng, cái nào ngon hơn đây? Mình thấy lạnh quá đi. Chị thấy nóng quá. Em muốn một cái gì đấy nóng. Lạnh. Lạnh. Nóng. Đồ lạnh và đồ nóng, mình cùng xem món nào ngon hơn. Đồ lạnh và đồ nóng, ta hãy xem món nào ngon hơn. Lại đây, rau xanh nào. Lại đây, mình làm súp thật ngon. Súp bí ngô này. Lại đây, mình làm súp thật ngon. Súp bí ngô này. Súp nóng đây, làm cho mình cảm thấy rất tuyệt. Yum 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 yum, cùng ăn nhé. Mình thích nó. Kem sẽ xuất hiện ngay. Nay bán kem từ đông, phục vụ bao món kem ngọt thơm. Nhìn xem nhé các bé, nhiều loại kem yummy yummy. Có món kem dầu sô cô la, kem vani. Bạn nhỏ ơi hãy mau chọn đi. Để tớ nghĩ xem nào. Tớ muốn ăn kem vị vani. Nay bán kem từ đông, phục vụ bao món kem bạn ơi. Theo sẽ có những thứ khác, kẹo màu sắc lung linh xinh xinh, trái cây tươi ngon đây, và hạt ngũ cốc thơm thơm. Bạn muốn cho thêm thứ gì? Tớ muốn kem với kẹo cầu vồng. Kem của bạn đây, ăn ngon nhé. Em cũng muốn ăn. May bán kem từ đông, phục vụ ba món kem ngọt thơm. Nhìn xem nhé các bé, nhiều loại kem yummy yummy. Có món kem dầu sô cô la, kem vani. Bạn nhỏ ơi hãy mau chọn đi. Để tớ nghĩ xem nào. Mình muốn kem dâu tây. May bán kem từ đông, phục vụ ba món kem bạn ơi. Kem theo
kẹo sẽ có những thứ khác, kẹo màu sắc lung linh xinh xinh, trái cây tươi ngon đây, và hạt ngũ cốc thật thơm. Bạn muốn cho thêm thứ gì? Các loại hạt. Kem của bạn đây, ăn ngon nha. May bạn kem tự động, phụ và món kem ngon thơm. Nhìn xem nhé các bé, nhiều loại kem yummy yummy, có món kem dầu sô cô la, kem vani. Bạn nhỏ ơi hãy mau chọn đi. Wow, em muốn tất cả các vị sao? May bạn kem tự động, phụ và món kem bạn ơi. Kèm theo sẽ có những thứ khác, kẹo màu sắc lung linh xinh xinh, trái cây tươi ngon đây. Bạn muốn cho thêm thứ gì? Chúng mình muốn tất cả. Kem của bạn đây, tất cả vị kem và tất cả topping, ăn ngon nha. Kem ốc quế thật là to. Con chỉ được mua một que thôi, vì ăn nhiều quá sẽ không tốt. Sao mà, nhưng con hãy nhớ phải luôn đi vệ sinh trước khi đi ngủ nhé. Chiếc xe bé
hoàn thành nhiệm vụ. Broom broom. Một, hai, ba, bốn, năm. Yeah. Oh, con đã cất hết đồ chơi rồi. Giỏi lắm. Wow. Wow. Hãy tới đây nhanh lên nào bạn, một chiếc xe hamburger. Tôi sẽ giúp cho bạn thật tuyệt cùng với nước sốt. Hãy tới đây nhanh lên nào bạn, thêm nước sốt thơm ngon này nào. Tôi sẽ giúp cho bạn thật tuyệt. Hey yo hey yo hey. Cluck 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 cluck. Bây giờ xe bạn đã đầy thương cả thơm ngon. Không sao đâu. Chỉ lấy một ít thôi nhá. Vâng ạ. Ủa? Gray, chị có muốn ăn kẹo không? Em cần phải đi gặp nha sĩ ngay để làm sạch răng. Làm sạch răng ư? Bôi thêm một lớp bảo vệ răng nữa. Mình là nha sĩ tu lu tu lu, mở miệng thật to lên a a a a. Bạn cần bôi chút fluorine, thật tuyệt bạn được bảo vệ răng. Răng của mình khỏe mạnh sáng bóng, răng của mình sạch và trắng hơn. Chi
dư dư sweet sweet. Hàm răng trên, hàm răng trên, trái trái. Hàm răng dưới, hàm răng dưới, trái trái. Cháu cần đánh răng sau khi ăn kẹo và cũng phải đi khám răng định kỳ đấy. Vâng ạ. Đó là của anh, trả lại đây. Ha ha ha.
Nhớ phải đánh răng sau khi ăn kẹo nhá. Hả?